Rose, anh yêu à. Rose, anh có thể ngừng xem TV một chút được không? Em chuẩn bị đi mua đồ. Anh chăm Monica nha. Em sẽ về sớm. Yay, đến giờ của bố rồi. Đầu tiên, mình sẽ hâm nóng một ít sữa. Đến đây cá yêu. Ồ không, đừng làm cá sợ mà con. Ngồi đây và đọc sách đi. Sữa. Nó sôi tràn rồi. Rồng có vẻ sạch với mình. Ồ không, Monica dừng lại. Con không được phép vẽ lên trên tường. Ở đây nha. Con muốn bánh quy, nhưng con phải lấy chúng trước đã. Ồ không, đến đây. Bố, bố thật thú vị. Mẹ về rồi nè. Đó là mẹ. Mẹ đã trở lại, bố được cứu rồi. Em yêu, anh và con đợi em lâu lắm đó. Nhưng giờ anh phải đi rồi. Con yêu, bố có một nhiệm vụ quan trọng ngoài vũ trụ. Nhưng bố sẽ về sớm thôi. 10 năm không dài đâu. Đây là bạn búp bê để con nhớ đến bố. Vẽ lính gác trong trò chơi con mực trên giấy. Tô màu nó nha. Dùng băng dính dán chúng và ghép hai mảnh lại. Nhét đầy nó bằng bông gòn và lắp lỗ lại. Cảm ơn bố. Hẹn gặp lại. Đã đến giờ đánh răng rồi. Đây là bàn chải đánh răng. Con có thể tự làm không? Chắc rồi. Con không muốn đánh răng đâu. Con muốn chơi với vòi nước cơ. Mẹ thấy rồi nha. Con đánh răng xong chưa? Dạ rồi thưa mẹ. Mẹ có một ý tưởng này. Em đánh răng với chiếc vòi. Wow, con thích lắm. Đánh răng bây giờ vui hơn nhiều. Nó có tác dụng rồi. Con yêu à, sao con buồn thế? Con nhớ bố. Bố ở rất xa. Nhưng con búp bê này sẽ giúp con nhớ đến bố. Mẹ biết chúng sẽ làm gì rồi. Hãy vẽ một tấm bưu thiếp cho bố đi. Chọn màu sắc của con. Gấp một tờ giấy như thế này và vẽ một cái hộp. Con có thể tô màu không? Chắc chắn rồi. Bưu thiếp đã hoàn thành. Wow, bố sẽ thích nó. Wow, nào hãy gửi nó đi đi. Con sẵn sàng đi tắm chưa? Con không muốn. Một bồn tắm bong bóng. Không. Ok, mẹ sẽ quay lại ngay. Con thích bơi và vẽ. Đây là bút lông đặc biệt dành cho phòng tắm. Con đi tắm đây. Con sẽ vẽ bố và mẹ ngay bây giờ. Bút mới đây. Cảm ơn mẹ. Công chúa gặp hoàng tử của mình và họ sống hạnh phúc mãi mãi. Có thể không? Bố kìa. Bố về rồi. Đây là những món quà lưu niệm từ vũ trụ. Con gái của bố, con đã lớn. Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm. Thật tốt khi được về nhà. Mặc áo khoác vào, ngoài trời lạnh lắm đó. Mẹ ơi, con đang đi dự tiệc mà, không phải đi công viên. Ok, trông con đẹp đó. Con đi đâu à? Con đến một bữa tiệc. Chúc con buổi tối tuyệt vời. Đó là một thảm họa. Đừng hoảng mà. Mẹ sẽ sửa nó cho. Chúng ta sẽ cắt bỏ phần thừa đi. Xong rồi, con thích nó không nè? Thật là phong cách mà. Cảm ơn mẹ. Tạm biệt.
Mẹ ơi, hãy nhìn chiếc ví tuyệt vời này đi. Ồ, hay quá ta. Bao nhiêu tiền nhỉ? Giá đây nè mẹ. Ồ, đắt quá dạ. Mẹ ơi, làm ơn đi. Hỏi bố của con đi. Bố ơi, bố nghĩ sao? Bố thích nó, lấy đi. Mua. Ồ không, nó đã bán hết rồi. Con không mua được. Đừng lo. Mẹ có một ý tưởng này. Bất ngờ không nè? Chuẩn bị một vài đĩa CD và phủ chúng bằng sơn acrylic. Là một khối lập phương. Dán phần nắp vào. Thêm một móc cài. Đặt vào trong một túi lót. Buộc dây xích để làm tay cầm. Wow, mẹ ơi, thật không thể tin được. Wow, chúc mừng đã mua được hàng. Bố thậm chí còn không thấy sự khác biệt. Một chiếc bánh pizza. Con thích pizza. Ngon quá. Ai sẽ được lát cuối cùng? Hãy quyết định công bằng nha. Ai bắn trúng đích sẽ nhận được miếng bánh pizza cuối cùng. Cắt một hộp bánh pizza. Buộc chặt các bên. Vẽ mắt và miệng một quả bơ. Cắt một lỗ cho phần hạt. Nhắm mục tiêu tốt hơn nào. Tới con. Vâng, được rồi nè. Bố dạy con rất ổn nhỉ. Đồ của con bé lại bày khắp mọi nơi rồi. Đây là gì? Nhật ký. Mình sẽ xem qua. Wow. Ồ. Mẹ, mẹ đọc nhật ký của con. Sao mẹ có thể? Con yêu à, mẹ chỉ nhìn lướt qua. Mẹ rất xin lỗi. Con sẽ không. Ra khỏi phòng con đi. Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa. Monica, con yêu, mẹ xin lỗi mà. Mẹ có thể vào không? Không, đi đi. Mình phải làm gì đây? À, mình biết rồi. Mình sẽ làm món yêu thích của Monica. Chỉ cần trộn một chiếc bánh bông lan với một thìa bột cacao. Tạo những quả bóng tròn từ hỗn hợp và đặt chúng vào que. Sau đó cho vào trong tủ lạnh. Sô-cô-la sữa nấu chảy. Nhúng bánh vào đó và rắc thêm hạt lên. Xong rồi. Hả? Con yêu à, mẹ làm món yêu thích của con nè. Bánh kẹo mút như hồi còn nhỏ vậy. Cảm ơn mẹ. Hòa nhé, Hòa. Con yêu à, con đang làm gì đó? Chơi trò chơi mê cung ạ? Thay vào đó con nên đọc sách đi. Không, cảm ơn. Tệ quá. Điện thoại chết máy. Vào thời điểm tồi tệ nhất. Và bộ sạc không hoạt động nữa. Monica thật sự rất buồn. Ba có ý này nè. Ba sẽ trở lại ngay. Đây rồi. Nhưng điện thoại không sạc được. Nhìn ốp điện thoại đi. Tạo các mảnh mê cung từ giấy xốp và dán chúng vào vỏ điện thoại. Tạo dáng các mặt. Thêm hai quả bóng và phủ chúng bằng nhựa nha. Một mê cung thật sự nè. Cảm ơn bố. Không có gì. Con gái à, bố có điều bất ngờ cho con này. Nước. Con sẽ chọn gì? Con sẽ lấy thêm.
mình lấy cái nhỏ. Có phải kẹo bông không? Nhúng nó vào nước và con sẽ thấy. Đó là kẹo. Em nhận được gì đây? Gỡ giấy bọc ra đi. Kẹo yêu thích của con. Và mình kiếm được 100 đô la. Thật không công bằng. Có lòng là được rồi nè. Con yêu à, bố muốn cho con một bức tranh. Đây là bố tại nơi làm việc. Wow, con cảm ơn bố. Bức ảnh này xứng đáng có một khung hình đẹp. Mình sẽ cắt nó để vừa với một nắp nhựa. Và thêm hạt nhỏ. Sau đó mình sẽ dán ảnh của bố. Wow. Và dán giấy xốp lấp lánh vào mặt sau. Ồ, khung đẹp đó nha. Và bố thì luôn bên mình. Chào con, mẹ đã mua một con búp bê mới cho con. Dễ thương. Đặt nó với búp bê khác. Con mình không thích nó. Con quan tâm đến điều gì? Trò chơi con mực. Được. Bất ngờ chưa? Một con búp bê trò chơi con mực nè. Wow mẹ ơi, thật hoàn hảo. Cảm ơn, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Không có gì con yêu. Ôi một ngày, con cần được nghỉ ngơi. Monica, dọn đồ của con đi. Không phải bây giờ mẹ à, con sẽ làm sao? Ok. Mẹ có một kế hoạch lén lút. Một con quái vật quần áo xuất hiện vào ban đêm. Nó có tác dụng. Trời sáng chưa? Con quái vật đã biến mất chưa? Con sẽ dọn dẹp tất cả những thứ này. Xong rồi, con quái vật không có cơ hội nữa đâu. Nó có hiệu quả. Thật là một ngày khủng khiếp mà. Con yêu à, có chuyện gì vậy? Bạn mới đang bắt nạt con. Không ai được làm tổn thương con gái tôi. Bắt đầu đấu vật 101 thôi. Wow. Làm theo bố đi. Chúng ta phải làm gì với kẻ bắt nạt đó? Tiêu diệt cô nàng. Phá hoại búp bê hình nộm. Nào, hãy dạy cho cô nàng một bài học đi. Nhận lấy nè, nhận lấy nó. Bố nghĩ thế là đủ rồi. Giờ chúng ta có thể bình tĩnh lại. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Những rắc rối ở trường. Đây không phải là cách giải quyết vấn đề đúng đâu. Sô-cô-la là cách tuyệt vời để giải quyết một cuộc tranh cãi. Hãy tin mẹ đi. Ok. Sô-cô-la, mẹ có thể đúng. Lại là bạn à. Cho bạn nè, một món quà. Mình ư? Ồ, cảm ơn. Mình rất muốn kết bạn với bạn. Sáng rồi. Hôm nay là sinh nhật của mình. Yay. Chờ đã. Quà của mình đâu? Nhìn vào đồng hồ. Hả? Các mũi tên hướng vào nhà bếp. Có gì ở đó? Ngon. Là một ghi chú. Đi ra phòng khách. Tốt thôi. Một thông điệp bí mật. Mình rất bối rối. Đây là một chiếc kính 3D. Viết tin nhắn trên bìa cứng bằng bút chì màu xanh và đỏ. Vẽ thêm vào.
nhìn qua bộ lọc màu xanh và đỏ. Ồ, mình hiểu rồi. Tìm trong tủ. Bất ngờ chưa? Chúc mừng sinh nhật con. Oh wow. Cảm ơn ạ. Ba, mẹ, con muốn tổ chức tiệc sinh nhật. Đây là danh sách khách mời. Nhiều quá vậy. Đừng làm con gái chúng ta thất vọng mà. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời. Đây rõ ràng không phải là bữa tiệc mà mình muốn. Mình đói quá. Quả hồng. Mình thích nó. Mình sẽ ăn một. Thật ngon. Mình không thể dừng lại. Ủa, mình ăn hết mất tiêu rồi. Chỉ còn lại phần gốc thôi à. Mình sẽ làm một quả hồng giả và không ai sẽ nhận ra. Đổ đầy và nhồi bông tổng hợp vào một quả bóng bay màu cam. Buộc và cắt bỏ phần thừa đi. Gắn gốc quả hồng thật nha. Làm một vài miếng và rắc nhẹ chúng với bột mì. Chào bố. Chào. Ủa, quả hồng. Bố đói rồi. Không bố à, chúng chưa có chín. Đừng ăn chúng nha bố. Muốn chơi bóng không nào? Con không muốn. Còn cầu lông thì sao? Điều đó thật nhàm chán. Ok. Bố biết cách làm con vui lên nè. Một kim tự tháp bằng ly. Thật thú vị. Bây giờ hãy cố gắng làm đổ càng nhiều cốc càng tốt. Như này. Cắt các mảnh từ tấm bìa cứng. Dán keo nóng. Dán một chiếc ống vào. Phủ lên nó bằng sơn acrylic. Đặt một mảnh chuyển động và siết chặt bằng dây cao su. Tô nó bằng vỏ cắt tông nha. Để con thử. Con chỉ cần bắn trúng đích thôi. Đúng vậy, thắng rồi. Đến lượt của bố. Thời gian chất lượng dành cho gia đình là vô giá.